chào khán giả kênh Phương Dừa. Hiện tại Phương Dừa đang có mặt ở bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh. Phương Dừa biết được một hoàn cảnh của một bé sơ sinh mới vừa sinh ra thì mẹ đã mất, và hiện tại ba phải vừa làm cha vừa làm mẹ và ở đây nuôi bé, và gia cảnh thì rất là khó khăn. Và hôm nay Phương Dừa tranh thủ thời gian nên Phương Dừa có mặt ở bệnh viện Nhi đồng 1 để Phương Dừa ghé thăm hai cha con, xem hoàn cảnh như thế nào. Phương Dừa cũng chưa có rõ lắm, tại vì Phương Dừa cũng theo dõi thông tin qua trang mạng xã hội thôi. Để xem Phương Dừa có giúp đỡ được gì cho hai cha con không nha. Và bây giờ Phương Dừa sẽ đi vô trong để gặp hai cha con. Xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện của hai cha con mà Phương Dừa sắp chuẩn bị tìm hiểu nha. Okay, xin chào quý diễn giả. Phương Dừa đã lên tới khoa sơ sinh ở lầu 3 của bệnh viện Nhi đồng 1 rồi. Bé nằm ở phòng 307, ba bé nói là bé nằm ở phòng 307, giường số 7. Bây giờ Phương Dừa vô trong, Phương Dừa gặp hai cha con. Đầu còn là nít không? Còn 305 chứ. Đây phòng 305. Giường số 7 đâu á con? Giường số 7 con. Đó, đây. Anh lắm hả anh lắm? Bé đâu anh? Một giường mình nằm hai người ha. Bé mới được có hơn tháng hả? Tháng rưỡi hả? Anh tắm quê ở Giang không? Dạ. Rồi mẹ bé mất rồi không anh? Mẹ đó. Dạ. Anh ngồi đây đi, anh ngồi đây với con đi. Giờ có mình anh chăm hả? Có mình anh chăm. Rồi nội ngoại sao? Bên nội mất hả? Còn lấy chị được không? Nội mất hết hả? Nội mất. Anh có anh em gì không? Có. Còn ở nhà hai chị gái với hai người anh trai với thằng em trai đó. Em út thằng mắt à. Chắc gia cảnh mình cũng dưới mình cũng làm nông cũng khó khăn hơn. Đi làm thay là mới. Anh đây làm công việc gì? Dưới thì đi mạng phụ hộ và không phụ hộ, đi cắt nhà lò với người ta. Dạ. Cắt nhà lò gặp với mấy anh em. Rồi bên vợ anh? Bên vợ thì không có bằng ruộng nữa, chỉ nó cũng ở đất đậu. Còn dạ. Lớn thì ở nhà với bà ngoại nó cũng già. Anh là có hai đứa con hả? Có hai đứa. Lớn mấy tuổi rồi? Lớn 12 tuổi. Rồi trước đó vợ chồng anh, vợ anh làm gì? Vợ không có mạng. Ở Giang đúng không? Giang. Ở chỗ nào anh? Ở trên chùa Tây An đó. Dạ. Rồi bé vừa sinh xong là mẹ bé mất rồi hả? Thì lúc mà đem qua mẹ nó hôn mê sáng dịch á, là đem qua bên nhà thương cái đầu nó tới góc cứu đó, nó ngắt nghe nó hết trả lời đi. Rồi mấy bà mới cứu nhào vô cứu xong rồi mấy bà nói giờ mấy bà thấy không kẹp đó, mấy bà ra kêu mình là phải viết cam kết đừng mổ bắt bé ra. Thế nào viết cam kết đó, mổ bắt nó ra rồi mấy bà bác sĩ nói nó chắc nó chết vì nó ngọt trong bụng mẹ luôn em bé. Rồi mấy đưa vô trong xe sinh cứu nó sáng đem vô hấp điện đâu hai ba tiếng là cứu. Lúc đó sinh ra là mấy tháng anh? Lúc đó là mới có 8 tháng mấy à. Chưa đủ tháng. Chưa đủ tháng. Còn vậy rồi. Ừ. Lúc đó bắt ra được bao nhiêu ký anh? Nó 3,5 kg. Rồi người ta bây giờ nó ở dưới nó điều trị không được đó. Cũng như nó chết. Mà quậy nó đem về cái nói một hơi thở cuối cùng của mẹ chết không được ở nằm nhà nữa, còn con phải đem về mới được. Lúc nãy lần này nó bị chích vỡ mạch hết trơn, vỡ mạch máu, nó tím ghiệm mà tay chân rồi cắn vỡ lên vỡ xuống là nó hết cơ động rồi. Sinh cái gì nào? Của An Giang á. Nhìn cũ rồi trước á. Dạ. Rồi cái đầu mới đem về nó không cho mấy quậy. Kêu bà chị á, bà đi qua đi tôi vào cái bao xe đò qua đi, đem con tôi về mới được. Coi như là nó chết rồi, nó hết ít đường rồi. Nó đem về cái dọn nhà cửa này kia nọ. Hấp lúc đem về nó không cho gì à. Chuyển không chuyển nó nói đã điều trị. Mà điều trị gì có được đâu, như nó chết rồi, nó không cho, quậy nó, kêu nó làm.
nó dài cho mình viết, viết xong rồi tới đầu mình bắt bé về đó. Bắt em về ai cũng lăn làng hết trơn, nó trời trời con mày mới bao lớn mà chích của này còn gì của. Nó phải là lúc mà mới đem với mẹ nó theo rồi lên trên cái đồng một nó điều trị là được rồi. Tại lúc vợ mình đó nó hết rồi mình đâu có biết gì đâu, mình cũng điếng hồn cái gì đó. Rồi mấy cái gì nó mới đeo theo mẹ nó. Đeo theo mẹ nó hợp đồng với mình là tới 5.2 triệu, mẫu nó ra là mới có 9:15 à. Rồi nó không chịu ấy thì nó bể kẹo xe, nó nói mình đi nó không nói. Đó, rồi nó để cho tới 1-2 giờ rồi lên mình thấy trễ quá rồi lên hỏi nó, nó nói xe bẻ kèo anh ơi, nó không chạy. Rồi cái nó nói kêu xe khác. Ờ, nó mới hợp đồng cho mình xe khác. Hợp đồng cho mình xe khác là tới 8.5 triệu. Nó hỏi mình đi không, nó cũng đi nữa. Cái nó anh xuống soạn đồ đi, nó soạn đồ sáng giờ soạn hoài à. Cái nó anh xuống dưới ngồi chờ đi, xe lại tới, nó đẩy tới 3 giờ rưỡi. Rồi nó mới chở vợ đi nửa đường là tắt hơi thở mất tiêu rồi, không còn sống. Cái hai đứa nó xù xì sao không biết, cái nó mới là chích thuốc mà không biết thuốc hồi sinh hay thuốc gì không biết. Chích rồi nó hồi nó tỉnh lại cái nó chở đi ra ngoài là cứu đậu kịp đó. Chở ra 115 đó rồi tới chiều lại chở gì, chở tới ngoài là tới 7 giờ tối rồi cứu được đó. Hiện tại bé đang bị bệnh nó bị là nói chung ra bây giờ là nó còn chỉ là tiền sản dịch giống mẹ nó, như là nó chết não. Chết não à? Chết nữa. Rồi giờ bác sĩ nói sao là chữa sao? Thì cái đó là giờ bác sĩ nói chung ra là nó vậy đó, là rồi đó nó hết bệnh vậy đó, nó chỉ là còn cái hai phần đó thôi. Là nó sống với mình đó là cũng hơi hào hột. Rồi nó co giật giờ nào là mẹ chết rồi còn nằm trong bụng mẹ nên nó ảnh hưởng đến nước ối của mẹ đó đó. Ảnh hưởng chứ phải khi mà mẹ khỏe mà sinh ra được thì bé không ảnh hưởng gì. Ừ. Bị chết não với gì vậy? Nó bị tiền sản giật đó, nó co giật hoài. Dạ. Giờ bé hay co giật không? Nó mình buông ra còn lại giật hoài. Rồi bữa giờ anh cho uống sữa sao? Thì cũng mua 3 sữa mà. Không có sữa nào không? Nó bữa mình không? Không, bé giật hoài. Lên đây mình mua sữa, còn ở dưới trong cú cấp đầu 2 thì mình không có mua sữa. Anh đặt tên bé tên gì? Nguyễn Bình An. Nguyễn Bình An. Anh trai anh? Anh trai. Nó ra thì dẫn xuống. Nhưng mà bây giờ mình theo dõi sao anh? Không còn áo làm sao? Nói sao hả? Bây giờ mày theo dõi sao? Nó bây giờ chỉ nó hết thuốc rồi, đây là chỉ nó bữa nó kêu là cho bé bú đi rồi thứ hai cho về. Về dưới quê. Về quê. Vậy làm sao nữa? Thì về dưới là chỉ mình cho nó bú thôi. Rồi bác sĩ dặn chừng nào mà cái lượng đàm mà nó có lên nó thở không nổi. Rồi kêu đi qua ảnh cho nó đàm ra lên về với thằng bé cho điều trị. Chỉ nó hút hết nghẹt thở thôi là lên về. Chỉ là theo dõi cho bú rồi chứ không có chưa chữa trị được. À. Rồi con mình anh chăm bé lên như khi nào anh? Em bên đây là tính ra là 2 tháng mấy rồi. Ở đây 2 tháng mấy nữa hả? Ở trường kỳ đây luôn á. Rồi ra thay phiên anh em. Có mình anh. Rồi tiền bạc rồi sao anh ai hỗ trợ anh không? Có mà xuống rồi lại hỗ trợ cho. Có lên ký mà nó lên được 3.5 kg là bằng lúc mà mới mổ. Giờ được 3.5 kg hả? À. Hồi lúc mới lên đây là bác sĩ là làm nói giờ là hết đường rồi. Giờ bây giờ bố tính sao? Cái em mới hỏi nói là sao bác sĩ nói là bây giờ mặt bọng rồi nó dở hết, bây giờ mình phải xài con chip. Bố đồng ý thì mới được, còn không đồng ý thì đằng này không dám làm. Rồi mới nói rồi vậy thôi bác sĩ làm sao làm đi chứ hết đường rồi. Giờ bác sĩ nói đâm vô đùi á thì được thì nằm trong danh mục bảo hiểm, rồi đâm đùi không được mới đâm đẩy. Rồi bữa đâm đâu anh?
nó đâm đường. Đâm rồi để cho bé ngủ luôn. Để bé ngủ bữa năm đó. Đâm này đâm thẳng vào tim hoặc là nó còn vẫn còn như lần thứ 8 mỗi lần đâm. Giờ còn ở trong đó luôn hả? Không biết nữa, mình cũng có hỏi bác sĩ nhưng nó đi luôn chạy đây là không hỏi. Ôi đẹp trai dữ luôn. Nó nói là hư thì thay, hư thay. Vậy là vậy em nghĩ chắc phải để chip trong đó luôn đó. Mà mình cũng không hiểu. Không có hỏi. Anh không có hỏi. Ủa chắc anh cũng không có rành ha. Anh cũng biết rồi cái phần đầu sao của bé. Dạ. Thì mốt vô ha. Đừng nó chết. Dạ. Nó bị hư cái lỗ tai luôn, chắc là ảnh hưởng lỗ tai. Lỗ tai luôn hả? Ừ, để bé ngủ đi anh. Đứa trước của anh thì nó khỏe mạnh bình thường hả anh? Đứa trước nó bình thường. Đứa trước xanh đứa nó không có chân. Rồi cũng xanh nó làm xiên vậy đó. Bệnh viện lớn rồi đó là xanh rồi về gia tộc hay gì đó. Rồi à, chị mất rồi anh về anh lo cho chị là bé ra đây luôn á. Lo đúng hai tầng là bắt đầu giọt dài cái đầu làm xong rồi mới bú dễ mà nó bú cũng dễ. Dạ ngủ ngay luôn dễ mà thường chỉ có cái nó co giật ngoài. Dạ tình trạng gì mình phải theo dõi suốt chứ đâu biết hơn cưng. Dạ. Nhìn đâu có biết thì bác sĩ cho mình về rồi bắt đầu mình chỉ cho bú nó mình theo dõi mà. Lúc nào mà lượng đầm đang ở dưới xa nữa, đi mấy bệnh viện dưới nhiều khi họ theo dõi không tốt như ở Nhi Đồng nữa. Đi lên đi xuống cũng cực thôi, khó khăn. Rồi bà con dòng họ anh có nhiều không, đông không? Không, ít rồi. Thì hai vợ chồng làm cũng đâu có dư giả gì hả? Bây giờ cũng nói chung mất. Làm là đủ nuôi mà hồi lúc mẹ nó mang bầu là làm là hàng tháng nào cũng đi khám định kỳ cái nọ mà cũng không đủ. Như khám làm, ở đâu anh? Đó là chắc đào mình xuống gần tới Long Xuyên. Khám tới Long Xuyên. Rồi này là cái gốc để anh nuôi bé hả? Rồi cái này chỉ đầu mà của người ta với cái đồ của nó như anh. Anh có mua đồ gì cho bé không? Không, đầu mặc áo có dài cả áo của mình có sẵn đó. Rồi anh ăn uống làm sao? Ăn uống cũng nhờ anh em xin lên ăn. Xin cơm lên mình ăn. Ăn cơm xe từ thiện không anh? Một ngày vậy anh tốn không bao nhiêu? Mình đâu có tốn tiền gì đâu. Trừ ra mà xin cơm cũng được. Rồi mấy người ta ăn. Anh thì bản thân anh thì không tốn tiền. Anh chỉ lo cho bé thôi. Nhưng mà thuốc men bé thì tốn nhiều mà. Thuốc men cái chuyện đó thì chắc có thể tốn là tốn cái phần này nè. Ừ, cái chuyện phần kia nằm trong dịch kiểm nó thanh toán cũng vậy. Hôm bữa giờ anh thanh toán hết nhiêu rồi? Chưa, cái đó mình mới tạm ứng có 7 triệu mấy. Tạm ứng 7 triệu tới giờ luôn hả? 2 tháng hả? À, chưa có tính tiền, khi nào mà xuất viện nó mới tính tiền. Nhưng mà anh hỏi bác sĩ là chịu chữa trị, nếu mà chữa trị bé như thế nào, tốn kiểm sao vậy? Họ thử rồi. Không có cách nào chữa trị hả? Mình hỏi đó là nó nói chỉ là cái tiền sản dịch nó với cái phần não đó là nó thua rồi. À, nó không có được. Là bữa thứ 6 đó là nó cho mình chuyện gì mà trễ quá, vậy không kịp rồi thôi. Cái nó mới kêu đi qua bên khu nhà mới là nó dự đoán thần kinh. Đừng nó test lại đúng chuẩn không đó. Dạ. Rồi qua bển cái mấy bà bác sĩ bển khám rồi bà nói chị bé khỏe rồi cho bé về đi, đừng cho ở đây nữa, ở đây nó nhiễm vì bé mình nó khỏe nó mạnh, những bé kia nó bệnh nặng này kia nọ nó vô nó nhiễm lên đi là bé mình trở tay là không có kịp. Rồi cái mấy chở về bên này cái nói bác sĩ nói chị để mời đi thì cho về đã đời cái mời cái tối chiều là nó đẩy lên lầu 3 này, cái nó không cho về, nó nói là lầu 3 có quyền tắc lầu 3. Nó nói anh cho bé bú đi, thứ hai rồi anh cho bé về. Cái tuần này rồi. Nhà anh với anh ở riêng hả? À, trước có nhà riêng mà bị sáng mút và cái vợ đó, rồi cái về sống với bên vợ. Ở với người vợ bà vợ mà ông nhà vợ mất rồi còn bà vợ không. Là dạ, sống tới giờ. Với ông vợ vợ ở với bà vợ. Giờ thì về thì bán ở dưới giờ anh làm công việc gì rồi anh phải nhầm chăm bé chứ. Giờ dưới thì giờ có nước rồi kêu mấy bà chị nuôi giùm để mình đi mặn nữa. Đi mặn được đó. Thì cũng mặn cái gan gì cũ nữa. Dạ. Theo mấy ông anh trèo leo mặn lò này cái đó. Cắt nhà lò.
Vậy là cho về chứ mình không có theo, không có điều trị được. Không. Giờ có tiền cũng không có điều trị. À, bây giờ là chỉ là cho bé về đó, cho bú rồi cái nọ mình theo dõi đó. Nếu mà bé có lượng đàm cao lên thì mình ôm đi liền. Sẽ đàm nó cao. Ở đây thì bác sĩ nó khám nó nói rằng là nè, bé nếu mà về dưới nuôi đó ha, bé mà cái lượng đàm nó lên mà thấy nặng đi, anh phải đem bé nhập viện liền đi cho nó rút đàm xong á, là anh phải đem về nha, anh đừng có đem cho nó điều trị. Là cái bệnh viện ở tỉnh mình. Dạ, ở đây là họ dặn vậy. Dạ. Tại vì nói chung ra là ở đây là người ta dặn mình gần như vậy, người ta sợ về dưới mà điều trị như kiểu như là mới lên đó là bé chịu không nổi. Chịu không nổi. Rồi cái đường mình đi lên đây nó xa xôi nè. Ở đây là sĩ giỏi nhất rồi, giỏi nhất về y rồi. Họ có kiến thức chuyên môn họ nên họ biết được. Cưng không? Lanh không anh? Thức họ thức lanh không anh? Cái trực giác cũng hơi chậm. Dạ hả? Chậm hả? Như nó phát quan nó không có được chân thì. Dạ. Như mấy đứa dụ. Cũng nghe nói chuyện cũng ngóng nè. Cũng ngóng nè. Cưng quá. Nhưng mà hồi mổ 3,5 kg mà nó mổ xong nó mất ký hay sao? Xong rồi nó điều trị tới mắt ký luôn. Còn có 2,8 mà nó như là người thực vật nó chết rồi đó, mới đem về đó. Đem về cho nó nấu nước, kiểu mà về nhà mình nói nó mắc rồi. Mới dọn nhà cửa mà đem về nhà anh chứ không phải là về nhà bên vợ. Tại vì nói nó mắc là đó mình đưa xuống dưới theo mẹ nó là nó gần. Từ đó xuống đó con cái mấy số à. Chỗ chung mẹ nó là bắt đầu mới nấu nước chín lau mình cho nó sạch sẽ, đừng nó có thành hãng theo nó cũng sạch. Cái sau cái khi mà chạy vô sau nó nói nó tỉnh, nó động lên lại, nó nói tỉnh rồi, con này tỉnh rồi, về lại giờ nó thấy nó tươi lại. Mà lúc đó là mình máy nó là kim mà mũi kim nó tiến chân, nó chích đầu là kim đủ đều. Bởi vì lên đây bác sĩ mới là làng đó. Rồi thứ hai anh về bằng gì, xe Quỳ Nghĩa hả? Anh đi xe đò hả? Chắc đi chiếc bóng chỗ về cho anh ấy. Chứ để đi mấy xe kia rồi nó sốc, nó chịu không nổi. Dạ. Rồi thuê xe. Rồi có đủ tiền thuê không anh? Có. Anh chị bao nhiêu tuổi rồi? Vợ thì 43, còn em thì 45. Em 45 rồi hả? Rồi ai chơi giúp anh chụp hình rồi đăng lên Facebook vậy? Em cũng coi Facebook em mới biết chứ em cũng đâu biết. Thì cũng có mấy bà chị, mấy bà lợi, bà thăm này, bà cũng hỏi bác sĩ này kia nọ đó. Ừ. Rồi bác sĩ mới chỉ rồi mấy bà mới vô chụp đăng chứ. Em đâu biết gì. Anh đâu biết xài Facebook gì không? Vậy đó bây giờ có chụp rồi phải nói cái kia nọ. Vì nhờ gì chú anh theo dõi. Nhưng mà đờm nhiều thì đi hút đờm rồi về. Vậy cái này là do sửa sùng với tả rồi cho bé. Hèo luôn ha. Còn khó đòn. Dạ. Ở đây mình kêu nó hút nó nói không có được. Hút bé ghét nó ngọt tổn không? Không phải. Hút như kiểu hút ghét máu nó ra. Dạ. Chịu không nổi. Nó không chịu hút. Nó là chỉ chừng nào mà nặng nó mới hút. Đờm nhiều lắm anh. Vậy là mai hai cho con về rồi. Con nói thứ hai cho về lắm, không biết về không, không biết đây nữa thứ hai hỏi nữa. Ồ cũng may ha, hôm nay em sắp xếp em ghé em thăm chứ thôi rồi. Mai đi rồi hai cho con về rồi đâu giúp được gì đâu. Em cũng không có đâu có biết đâu. Nói chung mình ở dưới An Giang đâu có biết. Em thấy cái bài đăng rồi bà xã em coi gửi cho em. Em mới coi thấy hôm qua rồi, hôm nay em tranh thủ hôm qua em làm tới tối tới khuya. Em không ghé thăm được, hôm nay em nghỉ nên em ghé em thăm một xíu. Để coi chắc để em bán em gửi cho anh 10 triệu đi. Ha. Gửi cho anh 10 triệu đi để em về em lo cho bé rồi xe cộ đi về rồi lo cho nó tả sữa rồi đó. Rồi em lo em đi làm để là em lo cho bé lớn nữa. Bé lớn trai lớn hả? Trai lớn. Học lớp 7 hả? Lớp 7. Chứ giờ anh tưởng năm nay nếu mà ở theo dõi chữa trị điều trị đó thì mình hỏi bác sĩ có tốn bao nhiêu tiền,
để em coi khả năng mình có giúp được bao nhiêu mình giúp để cho bé nó khỏe mạnh. Nó sinh ra đứa con đã cực khổ rồi, đây bệnh bệnh mình phải chăm lo cho bé, không có làm được gì hết. Đại mẹ thì mất rồi, mới sinh ra thì mẹ mất rồi, giờ cha làm mẹ luôn. Chứ phải mà bác sĩ chỉ mẹ nó đi là mẹ nó cũng không mất đó, nó làm việc tất tách quá không chậm chạp. Tại vì luôn. Lúc mà sao anh không thuê xe mà anh đi luôn không có, bởi vì cái bệnh đó nó nói là chiếc xe nó mướn, chiếc xe nó là chuyên dụng, chuyên dụng đi ra như trong cái to của bệnh viện, cái phòng của bệnh viện nó có đủ đừng mà nó lên nó đưa đi. Dạ, chứ không phải xe chuyển viện thường. Còn như xe thường thì trong đó nhóc hết trơn, mà nó nói xe đi không có được. Rồi chiếc xe kia đi lên nó là máy và thiết bị cho nó đủ hết trơn, đầy đủ trên mình nó mới được. Bữa giờ mẹ với bé chắc cũng tốn chi phí nhiều ha. Cũng mượn vòng vòng anh em. Ừ, mượn mấy ông anh đó nữa là nặng cả xe. Trả thì cũng lâu quá. Nhưng mà con của mình với vợ mình lo trước mắt thôi chứ tức sao. Thì nợ luôn thiếu nhiều người tính kỳ thời chứ. Dạ, mình bỏ. Được tiền mình chữa chạy cho mừng là nhiều người không có mượn được ai. Kệ của anh em dòng họ thì mình nó từ mình trả. Cho bé nó khỏe mạnh rồi. Thì em ghé thăm anh xíu để em hỏi thăm rồi cái anh gửi cho anh 10 triệu rồi xong em cứ về em lo cho bé ha. Dạ. Dạ rồi chúc hai bậc hai cha con khỏe mạnh nha. Có gì lâu lâu em gọi điện em hỏi thăm. À, em tưởng là có điều trị gì thêm thì em coi em hỗ trợ được. Nhưng mà thôi cái gì nếu mà em có điều trị bác sĩ có hướng nào khác á. Thì có gì anh báo em biết chứ ha. Dạ. Chú chào con nha. Mai mốt khỏe mạnh nha, mai mốt chú có về An Giang chú ghé thăm con nha. Chào con. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi hoàn cảnh của anh Lắm với lại bé Bình An. Chúc bé mau khỏe.